Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Nga giành thêm lãnh thổ, Ukraine đối mặt nguy cơ quay về vạch xuất phát. Theo thông tin từ báo tin tức, quân đội Ukraine đang ở thế yếu dọc theo tiền tuyến, khi phải đối mặt với một quân đội Nga hùng hậu hơn, được hỗ trợ bởi sức mạnh kinh tế quân sự của một cường quốc quân sự toàn cầu. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã chậm trễ cung cấp vũ khí và do dự trong việc cho phép một cuộc chiến rộng hơn với Nga. Ngoài ra, bị phân tâm và chia rẽ bởi hàng loạt cuộc bầu cử, khối đồng minh phương Tây của Ukraine đang rạn nứt. Năm nay được cho là sẽ khó khăn đối với Ukraine sau cuộc phản công gây thất vọng vào năm 2023, khi đã có rất nhiều hy vọng và nhiều nguồn lực được đổ vào. Ông Kusti Sam, thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Estonia nhận định, năm 2024 sẽ khó khăn. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Ukraine gần đây, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các đồng minh thực hiện cam kết viện trợ quân sự cho Kiev và tuyên bố vẫn chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng. Giới chuyên gia đánh giá, cuộc tấn công mạnh mẽ về phía Tây của Nga đang tiếp tục diễn ra dọc theo mặt trận phía đông của Ukraine, trong khi quân đội Nga đang nỗ lực hết sức để giành thêm những lãnh thổ mới ở các khu vực Donetsk, Luhansk, Kharkiv và Zaporizhia. Việc giành được toàn bộ tỉnh Donetsk và Luhansk là mục tiêu quan trọng của Nga. Cuộc tấn công hiện tại đang đặt nền móng cho một chiến dịch mùa hè mạnh mẽ đã được dự đoán. Trong số các mục tiêu tiềm năng của đợt tấn công mới là thành phố Chasivya thuộc vùng Donetsk, vốn đã ở tuyến đầu và thậm chí có nguy cơ thất thủ trước mùa hè, và thành phố Kupiansk thuộc vùng Kupiansk, cửa ngõ quan trọng dẫn vào thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trong tuần này công bố báo cáo cho rằng việc Nga chiếm được và ổn định khu vực phía tây bắc Avdiivka đã đặt ra cho Bộ Chỉ huy Nga lựa chọn hoặc tiếp tục tiến về phía tây với mục tiêu hoạt động được báo cáo ở Pokrov, hoặc cố gắng tiến về phía bắc để tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung xung quanh Chasivya. Chasivya chỉ cách Bakhmut 9 km về phía tây, nơi từ lâu đã trở thành một điểm nóng trên mặt trận Donetsk, ngay cả sau khi Bakhmut đã thất thủ trước Nga vào tháng 5 năm 2023. Hiện nay, Chasivya hầu như bị bỏ hoang khi cư dân đã sơ tán, nhưng thành phố này là một điểm tập kết quan trọng cho lực lượng Ukraine với địa hình chiến lược nằm trên một ngọn đồi với tầm nhìn bao quát khu vực xung quanh. Chasivya cũng là cửa ngõ dẫn vào các thành phố Kramatorsk và Sloviansk, cả hai đều là mục tiêu chiến lược của lực lượng Nga trong nỗ lực kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Trong khi đó, Pokrov cách Avdiivka khoảng 40 km về phía tây bắc, tại ngã ba của hai con đường lớn hướng tới thành phố Donetsk và Bakhmut, cũng như tuyến đường sắt đi qua Avdiivka. Pavel Luzin, một nhà phân tích quân sự Nga và là học giả thỉnh giảng tại trường luật và ngoại giao Fletcher cho biết, không có quá nhiều nguồn lực cho một cuộc tấn công lớn hơn. Những gì chúng tôi thấy là Nga đang cố gắng bao vây một nhóm quân đáng kể của Ukraine ở Avdiivka, giống hệt như ở Ilovaika vào tháng 8 năm 2014 và ở Debaltseve vào tháng 2 năm 2015, nhưng không thể thực hiện được điều này. Có lẽ Nga sẽ thực hiện một nỗ lực khác theo cách tương tự, bởi vì họ cần những vị trí mạnh hơn để có thể đột phá trong cuộc chiến. Ông nói thêm, sự gián đoạn này sẽ cho phép phía Nga nghỉ ngơi và củng cố lực lượng đã bị tổn hại của mình. Trong khi đó, Kiev cũng sẽ tìm cách làm gián đoạn hoạt động liên lạc, hậu cần và công nghiệp của Nga nhiều nhất có thể. Các cuộc tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái vào các mục tiêu bên trong nước Nga đã trở nên phổ biến, và Ukraine có rất ít dấu hiệu sẽ giảm bớt các cuộc tấn công, ngay cả khi đối mặt với sự không hài lòng của Mỹ. Sự xuất hiện của phiên bản tên lửa tác chiến lục quân ATACMS có tầm bắn xa nhất của Mỹ, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140, sẽ giúp Kiev có phạm vi tiếp cận lớn hơn bao giờ hết. Loại đạn có tầm bắn xa nhất có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km, gần gấp đôi so với loại đạn ATACMS tầm ngắn hơn được cung cấp lần đầu tiên vào cuối năm 2023. Trong số các mục tiêu có thể có của nó là cầu kết có sức mạnh mang tính biểu tượng và huyết mạch về mặt hậu cần. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5. Theo thông tin từ báo tin tức, vào lúc 12 giờ trưa ngày 7 tháng 5 giờ Moscow, tại Đại cung điện Kremlin,
Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc lời tuyên thệ nhậm chức, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 5. Nhiệm kỳ tới của ông Putin sẽ kéo dài 6 năm. Theo hãng thông tấn TASS, tại lễ tuyên thệ, Tổng thống Putin đặt tay phải lên cuốn Hiến pháp Liên bang Nga và đọc lời tuyên thệ dài 33 từ. Khi thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Tổng thống Liên bang Nga, tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do của mọi công dân, tuân thủ và bảo vệ Hiến pháp Liên bang Nga, bảo vệ chủ quyền, độc lập, an ninh toàn vẹn của nhà nước và trung thành phục vụ nhân dân. Lễ nhậm chức của Tổng thống Putin diễn ra dưới sự chứng kiến của hàng nghìn khách, bao gồm các thành viên của các cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp của Liên bang Nga, cùng đại sứ nước ngoài, doanh nhân, quân đội, nhà khoa học, nhân vật văn hóa, vận động viên và nhà báo. Theo hãng tin Reuters, quan chức ngoại giao của 7 nước Liên minh châu Âu-EU, trong đó có Pháp, tham gia sự kiện lớn này. Hiến pháp Nga quy định chính phủ cũ phải từ chức sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử. Thời hạn để thành lập chính phủ mới là một tháng. Trước đó, vào ngày 6 tháng 5, Tổng thống Putin đã tổ chức cuộc họp cuối cùng với nội các sắp mãn nhiệm, bày tỏ lòng biết ơn về công việc của họ trong những năm qua. Trước khi lễ nhậm chức diễn ra, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết buổi lễ sẽ được tổ chức theo đúng nghi thức nhưng với những sắc thái nhất định. Tuy nhiên, ông Peskov không thông tin chi tiết về những sắc thái nhất định là như thế nào. Theo hãng TASS, ông Putin đã tuyên thệ nhậm chức 4 lần. Lần đầu tiên là vào năm 2000. Ông Putin khi đó mới 47 tuổi và nhận được 52,94% phiếu ủng hộ. Sau đó là vào các năm 2004, 71,31%, năm 2012, 63,6% và năm 2018, 76,7%. Trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 3 năm 2024, ông Putin hiện 71 tuổi, nhận được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục 87,28%. Đằng sau cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga, Nga thông báo sẽ tiến hành tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Giới chuyên gia nhận định động thái này là phản ứng cứng rắn của Moscow với những tuyên bố hiếu chiến của giới chức phương Tây về việc điều quân tới Ukraine. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ đài Sputnik, Bộ Ngoại giao Nga mô tả các cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật sắp tới là nỗ lực của Moscow nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng ở các nước phương Tây về việc đe dọa triển khai bộ binh tới Ukraine và thực hiện các bước đi khác có nguy cơ leo thang cuộc chiến ở Ukraine thành một cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và NATO. Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc tập trận phải được xem xét trong bối cảnh những tuyên bố gây hấn gần đây của các quan chức phương Tây và hành động gây bất ổn mạnh mẽ được một số nước NATO thực hiện nhằm gây áp lực với Nga bằng vũ lực và tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của đất nước chúng ta liên quan đến cuộc xung đột trong và xung quanh Ukraine. Nga nhấn mạnh các mối đe dọa này bao gồm cung cấp các hình thức hỗ trợ trực tiếp mới cho Kiev, bao gồm việc chuyển giao vũ khí ngày càng tiên tiến, cũng như quyết định của Mỹ xé bỏ các thỏa thuận kiểm soát vũ khí với Nga nhằm quân sự hóa cả châu Âu và châu Á. Theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc tập trận sẽ giúp NATO nhận ra những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra do những rủi ro chiến lược mà họ tạo ra, đồng thời ngăn chặn họ vừa hỗ trợ chính quyền Kiev trong các hành động tấn công, vừa bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga. Moscow cũng cảnh báo rằng họ sẽ coi bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 nào mà NATO dự định chuyển giao cho Ukraine là những máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân và coi quyết định cung cấp chúng là hành động khiêu khích có chủ ý. Với việc Ba Lan tuyên bố sẵn sàng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ, thông tin về binh sĩ Pháp chiến đấu ở Ukraine và các hành động khiêu khích khác, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh những nỗ lực của khối phương Tây báo hiệu nỗ lực có chủ ý hướng tới sự leo thang hơn nữa của cuộc khủng hoảng Ukraine có thể gây ra cuộc đụng độ quân sự công khai giữa NATO và Nga nhằm gây ra thất bại chiến lược đối với Moscow. Kiev và những nước ủng hộ ở phương Tây cuối cùng cũng phải nhận ra rằng những bước đi liều lĩnh của họ đang đưa tình thế đến gần hơn bao giờ hết tới sự tích tụ giới hạn bùng nổ, Moscow cảnh báo. Cùng ngày đưa ra thông báo tập trận, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Anh tại Nga, Nigel Casey, để cảnh báo tác động từ những bình luận của Ngoại trưởng Anh David Cameron trong chuyến thăm Kiev ngày 2 tháng 5 về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga nhấn mạnh rằng những bình luận này báo hiệu việc London thừa nhận vai trò của mình là một bên trực tiếp gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine và Moscow sẽ phản ứng phù hợp với điều đó.
bình luận về hàng loạt tuyên bố của quân đội Nga, Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga về kế hoạch của lực lượng tên lửa Nga tổ chức cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ông Earl Rasmussen, trung tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu nói rằng đây là tín hiệu gửi tới các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Nga rất nghiêm túc. Theo ông, nếu các nhà lãnh đạo phương Tây leo thang vấn đề này hơn nữa, bằng sự can dự trực tiếp, Nga sẽ trực tiếp đối đầu với họ. Họ sẽ tấn công lực lượng phương Tây và có khả năng bảo vệ ý chí của nhà nước Nga. Ông Rasmussen cảnh báo điều này có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, khiến tình hình leo thang và cuối cùng dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng hợp. Cựu quan chức Mỹ nói Pháp đã gửi nhóm quân đầu tiên tới Ukraine. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ bài báo đăng trên tờ Asia Times, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách, ông Stephen Bryan, tuyên bố Pháp đã chính thức gửi nhóm quân đầu tiên tới Ukraine. Theo ông Bryan, lực lượng này đã được triển khai để hỗ trợ Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 54 của Ukraine tại thành phố Slavjansk. Các binh sĩ Pháp được rút ra từ Trung đoàn Bộ binh số 3, một trong những thành phần chính của quân đoàn nước ngoài của Pháp. Hiện giới chức Pháp chưa bình luận về vấn đề này. Những đội quân này đang được bố trí trực tiếp tại khu vực chiến đấu nóng và nhằm mục đích giúp Ukraine chống lại những bước tiến của Nga ở Donbass. 100 người đầu tiên là chuyên gia pháo và trinh sát, ông Brian cho biết thêm. Theo ông, khoảng 1.500 binh sĩ quân đoàn nước ngoài của Pháp dự kiến tới Ukraine trong thời gian tới. Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đặt câu hỏi rằng liệu điều này có vượt làn danh đỏ của Nga về sự can dự của NATO vào Ukraine hay không, và liệu Nga có coi đây là hành động khơi mào một cuộc chiến rộng hơn ngoài biên giới Ukraine hay không. Trước đó, hôm 5 tháng 5, tờ La Repubblica của Italy đưa tin rằng NATO đã thiết lập ít nhất hai làn danh đỏ để nếu tình hình vượt qua những giới hạn đó, NATO sẽ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Nguồn tin nói rằng NATO coi những làn danh đó là giải pháp cuối cùng trong bối cảnh phương Tây lo ngại nguy cơ phòng tuyến của Ukraine sụp đổ trước làn sóng tấn công của Nga. Làn danh đỏ đầu tiên được cho là liên quan đến sự can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp của nước thứ ba, ví dụ Belarus, vào cuộc xung đột Ukraine. Ở kịch bản này, Nga có thể đã chọc thủng các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine gần biên giới Ukraine-Belarus. Làn danh đỏ thứ hai được cho là có liên quan đến hành động khiêu khích quân sự có thể xảy ra đối với Ba Lan hoặc các nước vùng Baltic hoặc các hành động quân sự chống Moldova. Nếu một trong hai làn danh đỏ này bị vượt qua, NATO không loại trừ khả năng triển khai khoảng 100.000 quân đồn trú ở Hungary, Ba Lan, các nước vùng Baltic, Romania và Slovakia. Song ở thời điểm hiện tại, NATO không có kế hoạch gửi lực lượng quân sự tới Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa từ chối loại trừ khả năng NATO điều quân từ châu Âu tới Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist hôm 2 tháng 5, ông Macron nêu ra hai điều kiện để đưa quân tới Ukraine, gồm Nga đột phá trên tiền tuyến và yêu cầu của Kiev. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng tuyên bố của ông Macron là rất nguy hiểm. Tuyên bố này cũng bị giới chức ở Anh, Pháp, Hungary, Italy và Slovakia chỉ trích. Yashiya thất thủ có thể trở thành bước ngoặt trong xung đột Ukraine. Theo thông tin từ báo tin tức, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo SUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky cho rằng việc Nga giành được thị trấn chiến lược Yashiya chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông cho hay tất nhiên không phải hôm nay, ngày mai, nhưng mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kho dự trữ và nguồn tiếp tế của chúng ta. Chuyên gia quân sự Nga Rustam Klupov nhận định Yashiya có tầm quan trọng đặc biệt đối với cả lực lượng Nga và Ukraine bởi thị trấn này mang ý nghĩa lớn về mặt chính trị, quân sự và hậu cần. Về mặt quân sự, thị trấn này vẫn là một trong những điểm phòng thủ quan trọng, bổ sung hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật cho nhóm chiến đấu Ukraine hoạt động trong khu vực này. Ông Skibitsky cho biết và ca ngợi vị trí địa lý thuận lợi của Yashiya. Về tầm quan trọng chính trị, theo ông Skibitsky, nếu quân đội Nga giành được Yashiya, đây sẽ là đòn giáng mới về mặt tinh thần và tâm lý đối với quân đội Ukraine, vốn đang có tinh thần chiến đấu rất hỗn loạn. Thị trấn này từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là pháo đài bất khả xâm phạm. Ông nói thêm rằng, điều quan trọng lúc này là biến cuộc tấn công của Nga thành một phản ứng dây chuyền, gây áp lực và hành động liên tục. Theo ông Skibitsky, nếu sụp đổ một số yếu tố phòng thủ của Ukraine như hỗ trợ hậu cần, thì sẽ góp phần làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của lực lượng Kiev ở tiền tuyến. Chuyên gia quân sự Oleg Glazunov, phó giáo sư tại Đại học Kinh tế Nga Plekhanov,
cũng có quan điểm tương tự. Ông Glazunov cho rằng Chasiya là con đường quan trọng và trực tiếp đầu tiên dẫn đến thành phố Konstantinovka, sau đó là tới các thành phố Kramatorsk và Slavyansk. Trên thực tế, kịch bản Chasiya thất thủ giống như trận chiến Kursk trong Thế chiến thứ hai. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, nhưng quân đội Ukraine sẽ tiếp tục rút lui và Donbass sẽ bị mất. Đó là lý do tại sao sự sụp đổ của Chasiya là một bước ngoặt trong cuộc xung đột ở Ukraine, ông Glazunov chỉ ra. Bình luận của ông Glazunov được đưa ra sau khi hãng thông tấn AP dẫn lời một binh sĩ Ukraine giấu tên nói rằng vào giữa tháng 3, ít nhất 100 binh sĩ thuộc lữ đoàn 67 của Ukraine đã thiệt mạng trong bối cảnh Nga tiến vào Chasiya. Binh sĩ giấu tên này cho biết thêm, chúng tôi đã mất các chỉ huy trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng và trung sĩ. Tức là chúng tôi đã mất toàn bộ xương sống của lữ đoàn vào thời điểm đó. Xe tăng rùa, cải tiến hiệu quả của Nga trên chiến trường Ukraine. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, Nga và Ukraine đã chuyển sang sử dụng các giải pháp thiết giáp ứng biến để tăng cường khả năng bảo vệ cho xe tăng của họ. Nhưng Moscow, trong những tuần gần đây, dường như đã tiến thêm một bước nữa. Đối mặt với vô số mối đe dọa trên chiến trường, trong đó thiết bị bay không người lái UAV tấn công tự sát là mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng. Nga và Ukraine đều đã thực hiện các bước bổ sung để bảo vệ xe tăng và phương tiện của mình bằng cách trang bị thêm các lớp áo giáp bảo vệ. Bộ giáp này đôi khi chỉ giống như một cái lồng thép được hàn xung quanh bên ngoài xe, là một nỗ lực nhằm cung cấp khả năng phòng thủ cuối cùng trước các loại đạn như pháo, tên lửa chống tăng và đặc biệt là thiết bị bay không người lái nhỏ chứa chất nổ. Trong khi quân đội cả hai nước đều sử dụng những chiến thuật như vậy, trong những tuần gần đây, Nga đã tiết lộ một cải tiến có vẻ ngoài kỳ lạ nhưng hiệu quả, được một số nhà quan sát chiến sự của Ukraine gọi là xe tăng rùa. Các video về thiết kế xe tăng rùa của Nga được chia sẻ bởi các tài khoản tình báo nguồn mở và tài khoản mạng xã hội của quân nhân Ukraine ngày càng trở nên phổ biến kể từ lần đầu xuất hiện vào đầu tháng 4. Chiếc xe tăng được bao phủ bởi lớp giáp kim loại bổ sung ở mọi phía, ngoại trừ mặt trước, nơi khẩu súng nhô ra ngoài, giống như đầu một con rùa. Rob Lee, một thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, đã xác định xe tăng rùa tham gia cuộc tấn công vào giữa tháng 4 do Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 5 của Nga thực hiện tại thị trấn Krasnohodivka, phía đông Ukraine, một điểm nóng giao tranh khi lực lượng của Moscow tiến về phía tây Donetsk. Trong một video, chiếc xe tăng rùa dường như vượt qua một cuộc tấn công bằng bom chùm và tiếp tục di chuyển. Chuyên gia Rob Lee cho rằng, chiếc xe tăng có ngoại hình kỳ lạ với ít nhất một số trong số đó có thể đóng vai trò giả phá bom mìn. Một số trang thông tin tình báo mã nguồn mở nhấn mạnh vai trò của xe tăng rùa trong cuộc tấn công thành phố Krasnohorivka của Ukraine. Một số phương tiện kỳ cục này dường như hoạt động tốt hơn những phương tiện khác. Xe tăng rùa cũng được phát hiện ở xa hơn về phía bắc dọc theo chiến tuyến. Trong các cuộc tấn công của Nga nhằm chiếm Chashivka, một thị trấn của Ukraine ngay phía tây bắc Mút đã trở thành chiến trường quan trọng do địa hình cao nhìn ra các khu vực xung quanh. Tại đây, những chiếc xe tăng rùa dường như cũng có hiệu quả nhất định. Một kênh Telegram của Ukraine đã đăng tải đoạn video về hoạt động của xe tăng rùa, lưu ý rằng Ukraine đã phải tiêu tốn rất nhiều thiết bị bay không người lái FPV chỉ để tiêu diệt một phương tiện như vậy của Nga. Xe tăng rùa của Nga rõ ràng là một bước tiến vượt xa những chiếc lồng đối phó nổi tiếng mà cả hai bên đã gia cố để bảo vệ lớp giáp hạng nặng của mình trong suốt cuộc chiến. Những tác phẩm phòng thủ mới này xuất hiện khi người Ukraine ngày càng tăng cường chuyển sang sử dụng thiết bị bay không người lái FPV chứa đầy chất nổ để truy đuổi các phương tiện của Nga. Nga giành được bước tiến lãnh thổ lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Theo thông tin từ báo tin tức, chỉ trong hơn 2 tháng, các lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ nhanh chóng và đáng kể nhất kể từ những bước tiến gần Severodonetsk vào tháng 7 năm 2022. Việc mất 5 tháng chờ đợi cho đến khi Quốc hội Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine có thể đã gây ra thiệt hại lâu dài mà các tuyến đầu của Kiev sẽ cảm nhận được trong những tháng tới. Theo đài CNN, các lực lượng Nga đã tận dụng cơn hạn hán pháo binh cản trở hệ thống phòng thủ của Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái để tiến bước trên mặt trận phía đông gần Avdiivka. Thực hiện được bước tiến lớn nhất kể từ những tháng đầu cuộc xung đột, bước tiến của Moscow đã khiến các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cảnh báo về mối đe dọa có thể xảy ra đối với các tuyến đường tiếp tế và trung tâm của Kiev ở phía đông, nơi hiện đang ở mức nguy hiểm trong tầm bắn hỏa lực vượt trội của Nga.
Tin tức ảm đạm với Ukraine xuất hiện trước một cuộc tấn công được dự đoán của Nga vào cuối tháng 5 có thể đe dọa sự hiện diện của Ukraine ở khu vực Donetsk, cũng như đẩy họ tới những khó khăn lớn hơn để có thể giành được những bước tiến về phía thành phố cảng Mariupol. Nga đã tung nguồn lực khổng lồ, dồn áp lực lên hệ thống phòng thủ yếu của Ukraine trên khắp chiến tuyến phía đông, hướng tới 3 điểm then chốt gồm trung tâm quân sự quan trọng Pokrov phía tây Avdiivka, thành phố cao điểm chiến lược Chachivka gần Bakhmut và Kurakhove ở phía đông nam. Vào ngày 17 tháng 2, Ukraine tuyên bố đã rút khỏi Avdiivka, một thị trấn bị chiến sự giằng xé suốt một thập kỷ. Tuy nhiên, bước tiến của Moscow không dừng lại ở đó. Trong 10 tuần tiếp theo, như bản đồ CNN và phân tích của nhóm giám sát Ukraine Deep State Map cho thấy, các lực lượng Nga dần dần giành quyền kiểm soát hết làng này đến làng khác ở phía tây Avdiivka, lợi dụng việc Kiev không xây dựng công sự phòng thủ và không công khai mức độ tổn thất lãnh thổ của họ trong khu vực. Chỉ đến ngày 28 tháng 4, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky mới thừa nhận sự thất thủ của hàng loạt ngôi làng mà cấp dưới của ông suốt thời gian qua khẳng định vẫn đang bị tranh chấp. Theo một phân tích của CNN, chỉ trong hơn 2 tháng, các lực lượng Nga đã đạt được tiến bộ nhanh chóng và đáng kể nhất kể từ những bước tiến gần Severodonetsk vào tháng 7 năm 2022. Việc Ukraine miễn cưỡng thừa nhận những tổn thất này đã dẫn đến sự chỉ trích công khai từ một số nhà phân tích và blogger quân sự thân Ukraine. Deep State Map, trang cập nhật tình hình tiên tuyến hàng ngày, cũng tiết lộ những tổn thất đáng kể của Ukraine gần Avdiivka. Nga đang đạt được những lợi ích chiến thuật hàng ngày ở miền đông Ukraine, trong khi những lo ngại xoay quanh báo cáo của quân đội Ukraine. Ông Mikula cho biết những bước tiến của Nga gần Ocheretine, một ngôi làng đã bị Nga kiểm soát ở phía tây Avdiivka trong những tuần qua, là một thành công về mặt chiến thuật cho đến nay. Nhưng nó có thể trở thành một thành công về mặt chiến lược. Ông nói thêm, trong tình hình hiện tại, sẽ rất khó để ngăn chặn đối phương vì họ đang tấn công vào những nơi mà hàng phòng ngự Ukraine chưa được gia cố đầy đủ. Ông Mikula cũng nói rằng Ukraine đang thiếu các công sự phòng thủ dọc theo toàn bộ cánh trái Avdiivka. Điều này có nghĩa là các vùng đồng bằng rộng mở hiện dễ bị tổn thương lại nằm gần tuyến đường cao tốc quan trọng dẫn đến trung tâm chiến lược Pokrov của Ukraine. Cập nhật hôm 30 tháng 4 từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng của họ đang bảo vệ một loạt ngôi làng gần Pokrov. Bài phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày đã yêu cầu tăng tốc đáng kể nguồn cung cấp của phương Tây để tăng cường mạnh năng lực của binh lính chúng ta. Ông cho biết lực lượng phòng thủ của Kiev cần một sức mạnh chứng tỏ được bản thân ở hướng Pokrov, cùng với các tiền tuyến nguy hiểm khác ở phía nam gần Kurakhove và cả ở phía đông bắc gần Kupiansk. Những bước tiến xa hơn của Nga tới Kurakhove ở phần đông nam của tiền tuyến có thể gây nguy hiểm cho những lợi ích mà Ukraine từng đạt được trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Ở phía bắc, Nga thường xuyên bắn phá thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, nhưng cũng đẩy mạnh tấn công dọc theo tiền tuyến gần Kupiansk để tái chiếm vùng lãnh thổ đã được Ukraine giành lại trong một cuộc phản công chớp nhoáng vào cuối mùa hè năm 2022. Các quan chức Ukraine cũng đã cảnh báo công khai về mối đe dọa đối với Chachivka, một thành phố nhỏ nhưng có địa hình cao gần Bakhmut, nơi Ukraine đã mất kiểm soát hồi tháng 5 năm 2023. Trung tá Naza Volosin, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Kotitsia Ukraine, cho biết hôm 30 tháng 4 rằng các lực lượng Nga đang nhắm tới việc tiến dọc theo con kênh gần Chachivka và tìm cách chiếm giữ nó để đạt được lợi thế chiến lược đối với các thị trấn quân sự quan trọng gần đó của Ukraine. Ông Volosin nói với đài truyền hình Ukraine, điều rất quan trọng đối với Nga là chiếm được Chachivka trước khi chúng tôi nhận được viện trợ nước ngoài, khi chúng tôi sẽ không còn thiếu đạn dược. Nếu họ chiếm được những khu địa hình cao ở Chachivka, đó sẽ là khó khăn lớn đối với chúng tôi, bởi vì Kostiantynivka, Kramatorsk, Sloviansk và Druzhkivka sẽ ngay lập tức bị tấn công. Nếu bốn thị trấn nằm dọc theo cùng một đường cao tốc đó bị Nga chiếm được, thì mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk của họ sẽ gần thành hiện thực nhiều hơn. Yuri Fedorenko, chỉ huy đại đội máy bay không người lái tấn công Achilles thuộc lữ đoàn tấn công độc lập số 92 ở khu vực đó, cho biết hai tháng tới sẽ đánh dấu cửa sổ cơ hội cho lực lượng Nga. Ông cho biết các lực lượng Nga đã nhận ra rằng Ukraine sẽ sớm có các trang bị phòng không và số lượng đạn dược cần thiết tập trung ở tiền tuyến. Điều này sẽ khiến Nga không thể thực hiện các nhiệm vụ với cường độ như hiện nay. Quan chức Ukraine tiếp tục đe dọa phá hủy cầu Crimea. Đặc phái viên Ukraine tại Liên Hợp Quốc, ông Sergei Kitlitsa đã đưa ra lời đe dọa đối với cầu Crimea, ngụ ý rằng công trình này sẽ không còn tồn tại vào cuối năm nay.
Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ đài RT Nga, ông Kitlitsa đã đưa ra lời đe dọa trên trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 1 tháng 5. Nhà ngoại giao Ukraine đã chia sẻ hình ảnh về danh sách 6 loại cầu chính trong năm 2024. Trong đó, phần gắn mác Kerch hiển thị một khoảng trống. Các quan chức cấp cao ở Kiev cũng từng tuyên bố việc phá hủy cây cầu này là ưu tiên hàng đầu trong cuộc xung đột với Moscow, cho rằng đây là mục tiêu quân sự hợp pháp của nước này. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với truyền thông Đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà chúng tôi rất mong muốn. Một số quốc gia ủng hộ Kiev cũng có chung quan điểm với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga. Trước đó, đại sứ Litva tại Thụy Điển Linat Linkevicius đã đề xuất trên mạng xã hội rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS sẽ dẫn đến việc phá hủy cầu Crimea. Nhà ngoại giao này kêu gọi mọi người hãy chụp ảnh selfie với công trình này khi còn có thể. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, lực lượng đặc nhiệm Kiev đã tổ chức hai cuộc tấn công lớn vào cây cầu Crimea. Nga cho biết cả hai vụ tấn công đều khiến dân thường nước này thiệt mạng. Để đáp trả cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 10 năm 2022, Nga đã đưa mạng lưới điện Ukraine vào danh sách các mục tiêu tấn công quân sự hợp pháp của nước này. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, việc các quan chức Ukraine công khai lên tiếng về kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng của Nga một lần nữa chứng minh rằng quyết định của Nga về việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine là đúng đắn. Giới chức Nga cũng cho rằng do thất bại trên chiến trường, Kiev đã leo thang các chiến dịch phá hoại và ném bom. Trước đó, vào tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng bối cảnh thất bại ở tiền tuyến, Kiev đang thực hiện các nỗ lực nhằm chiếm giữ các vùng lãnh thổ biên giới, tấn công vào các khu vực hòa bình, bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt, tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nỗ lực tấn công tên lửa vào cầu Crimea và chính bán đảo này. Ukraine rút khỏi ba ngôi làng ở tiền tuyến ác liệt nhất nước, thừa nhận bước tiến của Nga. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ tờ Kiev Independent, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrky cho biết quân đội nước này đã rút lui về phía tây khỏi các làng Berdychi, Shaminivka và Novomikhailivka ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông. Theo báo trên, các ngôi làng này nằm trong cộng đồng Pokrov ở phía tây tỉnh Donetsk của tỉnh Ukraine, nơi vẫn đang là một trong những khu vực ác liệt nhất ở tiền tuyến khi Nga tiếp tục tấn công. Nhóm Khotysia thuộc lực lượng mặt đất Ukraine hôm 27 tháng 4 báo cáo rằng lực lượng Nga đã đột nhập và thiết lập được chỗ dừng chân tại một phần của Ucheretin, một ngôi làng tiền tuyến cách Berdychi và Shemenivka gần 10 km. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine mô tả tình hình ở khu vực Pokrov và Kurakhove là khó khăn nhất hiện nay. Theo tướng Syrky, Nga đang tiến hành điều động 4 lữ đoàn từ 8.000 đến 32.000 quân để tham gia các hoạt động tấn công trên hướng các thành phố Pokrov và Kurakhove ở phía tây Avdiivka, nơi đã bị lực lượng Nga đánh chiếm hồi tháng 2, 2024. Trong một tuyên bố chia sẻ trên Facebook và Telegram, tướng Syrky cho biết, nhìn chung, các lực lượng Nga đã thành công về mặt chiến thuật theo các hướng nêu trên, nhưng không đạt được lợi thế về mặt chiến dịch và tình hình đang thay đổi theo kiểu biến động liên tục. Tướng Syrky nhấn mạnh, quân Nga đang tấn công trên toàn bộ chiến tuyến theo hướng các khu vực định cư Kupian và Liman ở tỉnh Kharkiv, cũng như tại các khu vực Sivet, Sovian và Khamatov ở tỉnh Donetsk. Tướng Syrky cho biết thêm, tình hình ở miền Nam vẫn còn ác liệt khi Nga cố gắng tiến gần làng Krynki ở tỉnh Kherson, các làng Ropotine và Verbove ở tỉnh Zaporizhia và Staromariyoki ở tỉnh Donetsk. Trong một diễn biến liên quan, tờ Politico ngày 26 tháng 4 trích dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ hồi tháng 12-2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson rằng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, Kiev chỉ có thể chống đỡ các cuộc tấn công của Nga cho đến tháng 3 hoặc tháng 4 2024. Lầu Năm Góc cũng đã công bố gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine lấy vũ khí trực tiếp từ kho của quân đội Mỹ, giúp chuyển giao vũ khí nhanh hơn so với chương trình USAI. Gói viện trợ này bao gồm các tên lửa chống máy bay RIM-7, AIM-9M, Stinger, đạn pháo và nhiều loại phương tiện chiến đấu khác. Tiếp đó, vào ngày 26 tháng 4, tại cuộc họp nhân kỷ niệm 2 năm thành lập
nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tập hợp các nước tham gia đóng góp viện trợ cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD. Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ mới này gồm tên lửa cho hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, hệ thống phòng không NASAMS và các hệ thống rocket dẫn đường bằng laser, đạn cho hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS và các loạt pháo 155mm và 152mm, các loại thiết bị bay không người lái UAV, Switchblade và Puma, cùng nhiều vũ khí và trang thiết bị khác. Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 8.000 binh sĩ trong một tuần. Trong một loạt bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổn thất về quân nhân của Ukraine đã vượt quá 8.000 người trong tuần qua. Trong bối cảnh, Nga tiếp tục tấn công vào khu vực Donbass của nước này, quân đội Nga đã chiếm giữ hai khu định cư từ lực lượng Ukraine và đã giành được quyền kiểm soát trên toàn khu vực. Các tuyên bố cũng nói rằng lực lượng của Moscow đã giành quyền kiểm soát các ngôi làng Novomikhailova ở miền trung Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Bogdanovka gần thị trấn chiến lược quan trọng Chasovya ở phía bắc Donetsk. Khoảng 20 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực cũng bị đẩy lùi, theo thông tin từ báo tin tức. Giao tranh dữ dội cũng nổ ra tại khu vực Avdiivka của Donetsk, nơi các lực lượng Nga đang tiến về phía các làng Ocheretino, Netailovo. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng nước này cũng đã đẩy lùi 63 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực và Ukraine đã mất tổng cộng 8.280 binh sĩ trong 7 ngày qua, chủ yếu là trong cuộc giao tranh ở Donbass. Ngoài ra, phía Ukraine cũng mất khoảng chục xe tăng và vài chục xe chiến đấu bọc thép cùng hàng trăm thiết bị quân sự khác. Theo Nga, danh sách này bao gồm ít nhất một pháo tự hành 155mm Paladin do Mỹ sản xuất, cũng như gần 30 hệ thống pháo do phương Tây cung cấp. Lực lượng Nga cũng phá hủy 8 bệ phóng tên lửa đa nòng của Ukraine, bao gồm hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất và hệ thống RM-70 Vampire do Séc cung cấp. Phía Nga nói thêm, lực lượng không quân và hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay hỗ trợ tầm gần Su-25 của Ukraine, cùng với hơn 1.600 thiết bay không người lái. Nga-Ukraine dồn lực tấn công các công trình hạ tầng kỹ thuật của nhau. Ngày 28 tháng 4, quân đội Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine bằng một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn. Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Chema Kalashchenko, các cơ sở ở vùng Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Lviv đã bị tấn công thiệt hại nặng. Nhà điều hành điện Dtech cho biết thiết bị tại 4 nhà máy nhiệt điện đã hư hỏng nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Nga. Trong những tháng gần đây, Moscow tiến hành một cuộc tấn công quan trọng nhất vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, làm đình trệ một phần đáng kể hoạt động sản xuất và gây ra tình trạng mất điện. Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 4 cho biết, lực lượng của họ đã thực hiện 35 cuộc tấn công trong tuần trước nhằm vào các cơ sở năng lượng, nhà máy quốc phòng, đường sắt, hệ thống phòng không và kho đạn dược của Ukraine. Kiev cho biết Moscow đang gia tăng các cuộc tấn công trước lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít vào ngày 9 tháng 5. Trong khi đó, theo Reuters, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ilyushin và Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga bằng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này. Nguồn tin giấu tên cho biết, cơ quan an ninh SBU đã tiến hành cuộc tấn công và cho biết thêm rằng các máy bay không người lái cũng nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự Kerch trong cùng khu vực. Các quan chức Kiev cho biết họ coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu hợp pháp, bất chấp lời kêu gọi từ các đồng minh phương Tây ngừng tấn công để tránh khả năng Nga trả đũa và giá dầu toàn cầu tăng cao. Chính quyền địa phương ở Nga cho biết nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar đã đình chỉ hoạt động sau vụ tấn công. Một quốc gia thuộc NATO từ chối cung cấp Patriot cho Ukraine. Theo thông tin từ báo tin tức, một quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã thẳng thừng từ chối bàn giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, kèm theo lý do rõ ràng. Cụ thể, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Efemerida khẳng định rằng Athens sẽ không cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot hoặc S-300 cho Ukraine. Thủ tướng Mitsotakis nêu rõ, Hy Lạp đã hỗ trợ Ukraine theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả các biện pháp phòng thủ,
Tuy nhiên, ngay từ đầu, chúng tôi đã tuyên bố rằng Hy Lạp không thể cung cấp các hệ thống phòng không quan trọng đối với khả năng trăng đè của quốc gia. Athens đã cung cấp cho Kiev hàng nghìn tên lửa, chất nổ, xe bộ binh, bom, đạn dược và tên lửa chống tăng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine tháng 2 năm 2022. Truyền thông Hy Lạp vào tháng 3 đưa tin rằng có thể Athens đang xem xét chuyển cho Ukraine hệ thống phòng không S-300 do Nga sản xuất nếu nước này có thể mua được MIM-104 Patriot Mỹ sản xuất. Bên cạnh đó, truyền thông địa phương đồn đoán rằng một thỏa thuận trao đổi với Mỹ để thay thế hệ thống Patriot tại Athens hoặc hệ thống S-300 trên đảo Crete cũng có khả năng xảy ra. Nhưng Thủ tướng Mitsotakis dường như đã làm sáng tỏ các thông tin này trong cuộc phỏng vấn hôm 25 tháng 4. Ông nhấn mạnh, các hệ thống phòng không mà bạn đề cập rất quan trọng để bảo vệ không phận của Hy Lạp và sẽ không được cung cấp cho Ukraine. Hy Lạp từ lâu đã có mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ khi hai nước láng giềng tiến đến xung đột quân sự vào năm 1987 và năm 1996. Cả hai nước cũng lên tiếng cáo buộc phía bên kia vi phạm không phận trong những năm gần đây. Trong khi đó, Ukraine đang cần lực lượng phòng không để giúp chống lại các cuộc tấn công của Nga. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói với tờ Washington Post Mỹ rằng nhóm của ông đã xác định được hơn 100 hệ thống phòng không Patriot mà họ tin rằng các đồng minh có thể không cần đến. Ông Kuleba tiết lộ đã xác định được 4 quốc gia châu Âu và châu Á sở hữu hệ thống Patriot có thể được gửi ngay tới Ukraine. Tuy nhiên, ông không nêu tên cụ thể các quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng này cho biết Ukraine cần 25 hệ thống Patriot có từ 6 đến 8 khẩu để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Ukraine hiện có từ 3 đến 5 hệ thống Patriot với số lượng và địa điểm triển khai chính xác được giữ bí mật. Thảm họa đang rình rập ở Rafah khi giao tranh bắt đầu nổ ra. Những lo ngại càng gia tăng về khả năng xảy ra thảm họa và thương vong lớn ở Rafah khi Israel bắt đầu tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào thành phố phía nam của Gaza. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ Thời báo Israel ngày 7 tháng 4 cho biết quân đội Israel cho biết giao tranh đã nổ ra gần cửa khẩu Rafah với Ai Cập. Các thông tin chỉ ra rằng binh sĩ và xe tăng của Israel đang tiến gần phía cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza sau khi giao tranh dọc theo cái gọi là hành lang Philadelphia ở biên giới Ai Cập-Gaza. Trong đoạn phim do đài truyền hình Al-Qahira của Ai Cập phát sóng có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ dữ dội cũng như tiếng máy bay phản lực. Một quan chức Ai Cập cho biết hoạt động này dường như bị giới hạn về phạm vi. Ông này và đài truyền hình Al-Aqsa do Hamas quản lý cho biết các quan chức Israel đã thông báo với phía Ai Cập rằng quân đội Israel sẽ rút lui sau khi hoàn thành một chiến dịch có mục tiêu. Một quan chức an ninh Palestine và một quan chức Ai Cập xác nhận rằng xe tăng của Israel đã tiến vào Rafah ở phía nam Gaza. Israel đã ra lệnh cho người Palestine rời khỏi các khu vực phía đông Rafah trước một cuộc tấn công dự kiến trên bộ vào thành phố. Quân đội Israel đang yêu cầu khoảng 100.000 người Palestine tới khu vực nhân đạo mở rộng ở Khan Yunis và Al-Mawasi. Phát ngôn viên quân đội Israel Trung tá Nadav Sosani ngay 6 tháng 5 cho biết hoạt động được lên kế hoạch ở Rafah có phạm vi hạn chế. Lưu ý thêm rằng việc sơ tán người dân khỏi phía đông Rafah sẽ được thực hiện một cách từ từ. Hơn một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza bị kẹt ở Rafah. Hầu hết họ là những người Palestine phải rời bỏ nhà cửa ở những nơi khác trong dải Gaza để tránh giao tranh. Hamas đã cảnh báo về hậu quả của lệnh sơ tán. Đây là một sự leo thang nguy hiểm và sẽ gây ra hậu quả. Quan chức Hamas Sami Abu Juri nói với hãng tin Reuters, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng nói rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về những tác động của việc Israel tấn công vào Rafah. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo về một thảm họa và nhấn mạnh cuộc tấn công của Israel vào Rafah sẽ rất kinh hoàng. James Elder, người phát ngôn của UNICEF nói rằng vụ tấn công sẽ trở thành thảm họa tiếp nối thảm họa vì việc tấn công vào Rafah sẽ không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của hơn 600.000 trẻ em mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Gaza. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 7 tháng 5 cho rằng một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah là không thể chấp nhận được, đồng thời kêu gọi Israel và Hamas tiến xa hơn nữa để đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thành phố Rafah nghẹt thở. Quân đội Israel đã triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Rafah và bước đầu giành quyền kiểm soát phía Palestine của cửa khẩu Rafah, giáp biên giới với Ai Cập ở phía nam Gaza.
Theo CNN, lực lượng Israel tấn công Rafah ở rìa phía nam Gaza từ trên không và trên mặt đất, đồng thời ra lệnh di tản người dân rời khỏi các khu vực của thành phố, từng là nơi ẩn náu của hơn 1 triệu người Palestine. Các khu vực bị tấn công nằm gần vành đai sân bay quốc tế Gaza, khu vực Al-Suka, khu vực Abu Halawa, khu phố Salah, Hedin và khu phố Salam. Các quan chức y tế Palestine cho biết xe tăng và máy bay của Israel tấn công khiến 20 người Palestine thiệt mạng và một số người khác bị thương. Trong khi đó, Đài phát thanh quân đội Israel ngày 7 tháng 5 đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã bắn hạ khoảng 20 máy bay chiến đấu và tìm thấy 3 đường hầm. Trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, người phát ngôn IDF Daniel Hagari thông báo các lực lượng Israel hiện đang tấn công và hoạt động nhằm vào các mục tiêu của Hamas một cách có chủ đích ở đông Rafah. Trong suốt 7 tháng xảy ra cuộc xung đột, Rafah, cửa khẩu duy nhất không nằm dưới sự kiểm soát của Israel, được coi là tuyến đường huyết mạch chính dẫn ra thế giới bên ngoài đối với 2,3 triệu người Palestine ở Gaza, cho phép vận chuyển hàng cứu trợ và bệnh nhân ra khỏi Gaza đến các cơ sở điều trị bên ngoài vùng lãnh thổ này. Trong một thông báo, cơ quan quản lý cửa khẩu và biên giới Gaza đã xác nhận mọi hoạt động đi lại và dòng viện trợ qua cửa khẩu đã dừng lại. Hai cửa khẩu chính vào phía nam dải Gaza là Rafah và Kerem Shalom vẫn đóng cửa, gần như cắt đứt khu vực này, nơi có khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đang trú ẩn khỏi viện trợ từ bên ngoài. Ngày 7 tháng 5, người phát ngôn chính phủ Israel kêu gọi các tổ chức quốc tế sơ tán khỏi các khu vực của thành phố Rafah. Phản ứng trước động thái này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Israel và Hamas nỗ lực nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cảnh báo Israel rằng cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza sẽ là sai lầm chiến lược, tai họa chính trị và cơn ác mộng nhân đạo. Cùng ngày, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell, bày tỏ lo ngại không có vùng an toàn ở Gaza để người dân Palestine lánh nạn, lưu ý rằng chỉ có 600.000 trẻ em đang cư trú ở khu vực đông dân cư này. Ông Borrell nhấn mạnh, EU và Mỹ đều đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngừng tấn công Rafah. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố chính phủ nước này đã thể hiện rõ quan điểm với Israel về cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Rafah. Chính quyền Mỹ vẫn tin rằng thỏa thuận trao đổi con tin là điều tốt nhất và có lợi cho cả người dân Palestine và Israel. Theo đó sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn ngay lập tức và cho phép tăng cường hoạt động viện trợ nhân đạo vào Gaza. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập kêu gọi các bên quốc tế có ảnh hưởng hãy can thiệp và gây sức ép nhằm giảm căng thẳng tại Rafah, kêu gọi Israel kiềm chế tối đa và tránh hành động đe dọa các nỗ lực đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Liên quan đến xung đột Hamas-Israel, gia đình các con tin bị Hamas bắt giữ tại Gaza cũng kêu gọi Mỹ và các chính phủ khác có công dân bị bắt giữ tại vùng lãnh thổ này gây sức ép đối với chính quyền Israel để đạt được thỏa thuận với Hamas về vấn đề trao trả con tin. Xe tăng của quân đội Israel tiến vào lãnh thổ Rafah. Tối ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương, xe tăng của Israel đã tiến vào thành phố Rafah phía nam dải Gaza với sự hỗ trợ của các cuộc không kích dữ dội. Trong một tuyên bố, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ, nội các chiến tranh đã quyết định sẽ tiếp tục hoạt động ở Rafah để gây áp lực quân sự lên Hamas nhằm thúc đẩy việc thả con tin và đạt được các mục tiêu khác của cuộc chiến. Ngay sau đó, trong một thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari thông báo các lực lượng Israel hiện đang tấn công và hoạt động nhằm vào các mục tiêu của Hamas một cách có chủ đích ở đông Rafah. Theo Reuters, lực lượng Israel tấn công Rafah ở rìa phía nam Gaza từ trên không và trên mặt đất, đồng thời ra lệnh cho người dân rời khỏi các khu vực của thành phố, từng là nơi ẩn náu của hơn 1 triệu người Palestine phải di tản. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang Facebook chính thức vào tối ngày 6 tháng 5, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Gaza nỗ lực hơn nữa để đạt được thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt thảm kịch nhân đạo mà người dân Palestine đang phải gánh chịu và hoàn tất việc trao đổi con tin, tù nhân. Diễn biến trên diễn ra ngay sau khi ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu Bộ Chính trị của phong trào Hamas, đã có cuộc điện đàm với Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Ai Cập Abbas Kamel và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani để thông báo về việc phong trào này chấp nhận đề xuất ngừng bắn mà các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đưa ra. Trong tuyên bố được đăng trên trang web chính thức, Hamas cho hay, ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu Bộ Chính trị của phong trào Hamas, đã thực hiện cuộc điện đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani với Bộ trưởng Tình báo Ai Cập,
ông Abbas Kamel để thông báo việc Hamas chấp thuận đề xuất của hai nước này về việc ngừng bắn. Động thái mới nhất của Hamas được đưa ra sau những nỗ lực không mệt mỏi của Ai Cập và các bên khác nhằm kiềm chế tình hình và ngăn chặn leo thang xung đột. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Israel tối ngày 6 tháng 5 nói rằng đề xuất ngừng bắn của Ai Cập và Qatar được Hamas chấp nhận, không có ý kiến từ phía Israel. Do đó, đây là điều không thể chấp nhận được. Ngay sau khi Israel thông báo bắt đầu cuộc tấn công bằng xe tăng vào thành phố Rafah, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập AL Ahmed Abou Gheit kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Mỹ và các nước phương Tây, thực thi trách nhiệm của mình kiềm chế Israel để ngăn chặn leo thang nhằm tránh gây thêm thương vong cho dân thường Palestine. Theo Al Kahira News, đề xuất của Ai Cập và Qatar yêu cầu thả thêm 20-40 tù nhân hiện đang bị Hamas giam giữ ở Gaza để đổi lấy các tù nhân Palestine đang thụ án dài hạn trong các nhà tù của Israel. Al Kahira News dẫn một nguồn tin cấp cao cho hay Phái đoàn An ninh Ai Cập xác nhận đã nhận được phản hồi tích cực từ Hamas và Israel. Cairo đang tăng cường liên lạc với các bên để xoa dịu tình hình. Trong một động thái có liên quan, Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ đảm bảo việc mở cửa khẩu Kerem Shalom giữa Israel và Dải Gaza để đưa hàng viện trợ nhân đạo vào vùng đất này. Nối lại đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Theo hãng tin Anadolu, các phái đoàn của Israel, phong trào Hồi giáo Hamas, Qatar và Mỹ đã đến Cairo, Ai Cập để nối lại đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Phái đoàn Israel gồm thành viên của Cơ quan Tình báo và Cơ quan An ninh Quốc gia Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ thị phái đoàn của nước này tiếp tục kiên định lập trường về những điều kiện cần thiết trao trả tự do cho con tin, đồng thời tiếp tục thể hiện quan điểm về những yêu cầu cần thiết để đảm bảo an ninh cho Israel. Trong khi đó, phát biểu tại một buổi họp báo tại Beirut, ông Osama Hamdan, lãnh đạo của Hamas, cho biết sẽ không thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn nào nếu quân đội Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở Rafah. Việc nối lại đàm phán nói trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Israel ngày 7 tháng 5 đã tiến hành chiến dịch quân sự tại thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, nơi có hơn 1 triệu người dân Palestine đang tránh trú tạm thời kể từ khi xảy ra cuộc xung đột hồi tháng 10 năm ngoái. Dư luận quốc tế lo ngại một cuộc tấn công vào đây có thể gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ hơn nữa cho người dân Palestine. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC ra thông báo kêu gọi bảo vệ thường dân ở Dải Gaza. Thông báo nhắc tới việc cơ quan này từng cảnh báo chiến dịch quân sự của Israel ở thành phố Rafah sẽ mang tới nhiều nguy cơ cho dân thường vì hơn 1 triệu người Palestine phải di rời đang sống ở phía nam của Dải Gaza. Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Bill Burr đến Israel trong ngày 8 tháng 5 để thảo luận với Thủ tướng nước chủ nhà Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi Israel thay đổi chiến lược quân sự ở Gaza. Ngày 5 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã yêu cầu Israel có sự thay đổi thực chất trong cách thức tiến hành cuộc chiến ở Dải Gaza để tránh gây thêm tổn thất cho dân thường, đồng thời chuyển đổi mô hình vận chuyển hàng hóa nhân đạo vào vùng lãnh thổ của Palestine. Cụ thể, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam phát biểu họp báo tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, ông Guterres một lần nữa lên án các hành vi bạo lực gây ra đối với dân thường và các tiểu dân sự trong cuộc xung đột Hamas-Israel vốn bùng phát từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới nhấn mạnh, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Dải Gaza đã gây tổn thất lớn cả về người, tài sản và cơ sở hạ tầng của Palestine. Theo số liệu thống kê, chiến dịch này đã khiến hơn 32.000 người thiệt mạng, phần lớn trong đó là phụ nữ và trẻ em. Ông Guterres đánh giá, thảm họa nhân đạo hiện nay ở Gaza là chưa có tiền lệ khi có hơn 1 triệu người đang phải đối mặt với nạn đói. Đề cập đến vụ Israel không kích đoàn xe của tổ chức nhân đạo World Central Kitchens khiến 7 nhân viên của tổ chức này thiệt mạng, Tổng thư ký Guterres cho rằng điểm mấu chốt không nằm ở sai lầm của một vài cá nhân mà là thiếu sót trong chiến lược và quy trình dẫn đến sai phạm này. Không chỉ một mà rất nhiều lần, ông đề nghị mở một cuộc điều tra độc lập và đưa ra những thay đổi có thể lượng định và kiểm soát được trên thực địa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đồng thời nhắc lại kêu gọi khẩn thiết về ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, trả tự do vô điều kiện cho các con tin, bảo vệ dân thường và bảo đảm hàng hóa nhân đạo vào Gaza mà không bị cản trở. Ông hy vọng hàng viện trợ sẽ nhanh chóng tới tay người Palestine hơn sau khi chính quyền Israel đã đồng ý mở rộng quy mô nguồn viện trợ nhân đạo vào giải đất ven địa Trung Hải này. Bên cạnh đó, ngày 3 tháng 4, người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric thông báo các nhân viên cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đã đình chỉ các hoạt động di chuyển vào ban đêm ở Dải Gaza trong ít nhất 48 giờ sau vụ không kích khiến 7 nhân viên của Tổ chức Viện trợ Lương thực World Central Kitchen Mỹ thiệt mạng.
Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ông Duzaric nêu rõ quyết định đình chỉ hoạt động di chuyển vào ban đêm trong ít nhất 48 giờ, có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 để đánh giá các vấn đề an ninh ảnh hưởng đến các nhân viên cứu trợ. Tuy nhiên, chương trình lương thực thế giới WFP vẫn tiếp tục hoạt động vào ban ngày, bao gồm cả những nỗ lực hàng ngày để đưa các đoàn xe cứu trợ đến miền Bắc giải Gaza, nơi có nhiều người bên bờ vực nạn đói. Cùng ngày 3 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh Washington mong muốn Israel nhanh chóng điều tra vụ không kích nói trên. Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Israel cần đẩy mạnh các biện pháp hạn nhiệt xung đột cũng như phối hợp để bảo vệ các nhân viên viện trợ nhân đạo và bảo vệ tất cả dân thường. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Andrei Szejna cho biết ông đã triệu đại sứ Israel tại nước này đến để phản đối vụ không kích tại Gaza khiến một công dân Ba Lan thiệt mạng. Về phần mình, đại sứ Israel tại Ba Lan Jacob Lipny cho biết ông đã đề nghị nhà chức trách địa phương tìm cách liên lạc với gia đình nhân viên cứu trợ thiệt mạng. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng cuộc không kích nói trên và phản ứng của chính phủ Israel sau vụ việc đang khiến mối quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melania Joly cũng đã lên tiếng kêu gọi mở cuộc điều tra toàn diện đối với vụ không kích. Trong đó, có một công dân Canada gốc Mỹ thiệt mạng. Cùng ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng lời giải thích mà Israel đưa ra về vụ tấn công chết người này là không đầy đủ và không thể chấp nhận được. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha, chính phủ Israel đã biết về hoạt động và hành trình của tổ chức World Central Kitchen ở Gaza. Do đó, ông yêu cầu Israel giải thích chi tiết hơn và thuyết phục hơn về hành vi không kích gây chết người. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, ông Herzi Halevi, xác nhận quân đội Israel đã xác định sai mục tiêu khi tiến hành không kích vào ban đêm trong điều kiện rất phức tạp, đồng thời khẳng định vụ việc này là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Cùng ngày, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ nhân viên các tổ chức nhân đạo và cứu trợ ở giải Gaza. Trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Guterres, Quốc vương Abdullah II cam kết Jordan sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức, phối hợp với nhiều tổ chức và đối tác quốc tế khác nhau để cung cấp viện trợ nhân đạo, y tế và cứu trợ cho người dân ở Gaza. Cũng trong ngày 3 tháng 4, Cơ quan Quản lý Cửa khẩu và Biên giới ở Gaza cho biết thi thể của các nhân viên cứu trợ nước ngoài thiệt mạng trong cuộc không kích trên đã được chuyển đến Ai Cập qua cửa khẩu Rafah để đưa về nhà. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel Herzi Halevi thông báo đã hoàn thành cuộc điều tra ban đầu về các tình tiết của vụ việc này, đồng thời nhấn mạnh phía Israel không chủ ý tấn công vào các nhân viên cứu trợ. Kể từ khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái, gần 196 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng ở giải Gaza, trong đó 175 người làm việc cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Mỹ cân nhắc thay đổi chính sách tại giải Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo sẽ đặt điều kiện cho việc ủng hộ cuộc tấn công của Israel ở giải Gaza để nước này thực hiện các bước cụ thể nhằm bảo vệ nhân viên cứu trợ và dân thường. Lời cảnh báo của ông Biden được đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4 tháng 4 sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào các nhân viên cứu trợ của tổ chức World Central Kitchen (WCK) làm nhiều người thiệt mạng và khiến cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ, kéo theo những lời kêu gọi đặt ra các điều kiện viện trợ của Mỹ đối với Israel. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden đe dọa liên quan tới điều kiện viện trợ, một diễn biến có thể thay đổi động lực của cuộc chiến kéo dài gần 6 tháng qua. Một nguồn tin từ chính quyền Israel cho biết, nước này sẽ điều chỉnh chiến thuật chiến tranh ở giải Gaza sau vụ không kích nhầm khiến 7 nhân viên của WCK thiệt mạng. Quá trình điều chỉnh này cần tới vài tuần, được thực hiện đồng thời với cuộc điều tra về vụ không kích. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay, Mỹ đang xem xét thông tin đăng tải trên báo chí về việc quân đội Israel sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ xác định các mục tiêu ném bom ở Gaza. Thông tin này được tiết lộ sau vụ tấn công của Israel nhằm vào WCK. Trong trả lời phỏng vấn kênh CNN, ông Kirby nêu rõ phía Mỹ chưa xác minh được thông tin được đăng tải trên tạp chí Cộng 972 và Local Call vừa qua. Trong đó, có dẫn lời các quan chức tình báo Israel có liên quan đến chương trình mang tên Lavender. Theo thông tin do báo chí đăng tải, quân đội Israel được cho là đã sử dụng AI để xác định và đánh dấu hàng chục ngàn người dân tại Gaza bị tình nghi liên quan đến lực lượng Hamas, trong khi việc ứng dụng công nghệ này không có sự giám sát đầy đủ của con người. Phản ứng trước thông tin trên, lực lượng phòng vệ Israel đã lên tiếng bác bỏ.
ông Netanyahu, người đã nắm quyền trong gần 1/4 thế kỷ qua ở Israel và là một người có sức sống chính trị phi thường, có thành tích lâu dài trong việc thách thức áp lực của Mỹ, một lý do khiến việc đối phó với ông lại trở nên nguy hiểm với các tổng thống Mỹ, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Sau tối hậu thư, không có phản hồi ngay lập tức từ Thủ tướng Israel, nhưng ông đã tổ chức cuộc họp nội các với lời cảnh báo Israel sẽ tự vệ trước Iran. Trong khi cuộc điện đàm với Tổng thống Biden cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa người Israel và người Mỹ, chính quyền Mỹ vẫn nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh của Israel là bất khả xâm phạm. Ông Kirby nói, Tổng thống Biden đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ dành cho Israel trước những mối đe dọa này và cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel. Rõ ràng, căng thẳng giữa Thủ tướng Israel và Tổng thống Biden không gia tăng vì sự mất kết nối cá nhân. Hai người đều là những chính trị gia kỳ cựu đã biết nhau nhiều năm. Đúng hơn là các lợi ích chính trị của ông Biden và được cho là lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ đang khác biệt với lợi ích của ông Netanyahu. Tổng thống Biden có động cơ mạnh mẽ để chiến tranh Gaza kết thúc, xét đến những hậu quả chính trị mà ông đang phải đối mặt từ liên minh mong manh của mình ở các bang quan trọng sẽ quyết định cuộc bầu cử năm 2024. Nhiều nhà quan sát ở Washington tin rằng ông Netanyahu có động cơ để kéo dài xung đột vì một cuộc bầu cử có thể xảy ra khi cường độ xung đột hạ nhiệt. Vào thời điểm đó, trọng tâm cũng sẽ chuyển sang trách nhiệm giải trình của ông về vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử Israel hiện đại. Một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất trong chiến lược của Netanyahu trong những tháng gần đây là việc ông không sẵn sàng trả lời dù chỉ mang tính biểu tượng cho nhu cầu của Mỹ. Một mặt, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, bởi đối với nhiều người Israel, nỗi kinh hoàng về các cuộc tấn công khủng bố vào tháng 10 năm 2023 và tâm lý muốn xóa sổ kẻ thù khỏi bản đồ đã làm lu mờ những cân nhắc khác. Netanyahu, người theo quan điểm cực hữu, cũng đang điều hành chính phủ bảo thủ nhất trong lịch sử Israel và phụ thuộc vào một số đảng chính thống cực đoan để duy trì quyền lực. Tuy nhiên, Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế và sự hỗ trợ của Mỹ hiếm khi quan trọng đến vậy. Ông Netanyahu sẽ gặp rủi ro rất lớn nếu công khai thách thức các yêu cầu của Tổng thống Mỹ. Một cuộc tấn công theo kế hoạch của Israel ở Rafah mà Mỹ đã cảnh báo không được tiến hành cho đến khi dân thường được bảo vệ, giờ đây có thể trở thành làn danh đỏ. Nếu cuối cùng, Tổng thống Mỹ đánh giá rằng những lời cảnh báo của ông không còn được chú ý, thì uy tín của ông sẽ phụ thuộc vào việc công khai buộc Thủ tướng Israel phải trả giá. Nhưng những mệnh lệnh chính trị của ông Biden và cái giá nhân đạo ngày càng tăng của cuộc chiến ở Gaza cũng đang đẩy nhà lãnh đạo Mỹ tiến đến một ngã tư định mệnh. Và lúc này, Netanyahu sẽ quyết định con đường nào ông sẽ đi. Ít nhất 15 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Rafah. Ngày 29 tháng 4, Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào 3 tòa nhà chung cư ở thành phố Rafah phía nam Dải Gaza vào đêm 28 tháng 4. Theo các nguồn tin sở tại và các nhân chứng, hiện còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu những người này. Ngoài ra, theo số liệu thống kê của phía Palestine, quân đội Israel đã sát hại 66 người Palestine và làm bị thương 138 người khác trong 24 giờ qua. Hiện phía Israel chưa bình luận gì về thông tin nêu trên. Ông Sami Abu Juri cho biết quan chức cấp cao của lực lượng Hamas ngày 28 tháng 4 tuyên bố rằng lực lượng này sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Israel mà không bao gồm việc đình chiến ở dải Gaza. Theo ông Abu Juri, đề xuất của Israel thông qua các nhà trung gian hòa giải đang được nghiên cứu và còn quá sớm để đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề này. Còn theo một nguồn tin khác, cũng từ lực lượng Hamas, một phái đoàn của Hamas dự kiến sẽ tới Cairo, Ai Cập trong ngày 29 tháng 4 để đưa ra phản hồi của lực lượng này liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza và đàm phán về thỏa thuận trao đổi con tin với Israel. Theo truyền thông Israel, hiện được cho là thời điểm quyết định trong nỗ lực đạt được thỏa thuận về vấn đề con tin với Hamas. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Katz cho biết nước này có thể đình chỉ kế hoạch tấn công thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza nếu đạt được một thỏa thuận để Hamas thả các con tin Israel. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel 12, Ngoại trưởng Israel Katz nêu rõ việc giải thoát con tin là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Ông khẳng định nếu đạt được một thỏa thuận về vấn đề này, Israel sẽ đình chỉ chiến dịch đã lên kế hoạch trước đó nhằm vào thành phố Rafah. Cùng ngày, cánh vũ trang của phong trào Hamas công bố đoạn video ghi hình hai con tin nam giới còn sống. Bóng đen xung đột Israel-Hamas. Trong bóng đen của cuộc xung đột, nền an ninh của cả khu vực lại xuất hiện ngòi nổ mới với việc tòa nhà lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran tại Syria bị tấn công, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, trong đó có một tướng cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC.
So với giai đoạn đầu của cuộc chiến, thương vong tại dải Gaza đã tăng chậm lại, nhưng tính đến ngày 4 tháng 4 đã vượt quá 33.000 người chết, gần 76.000 người bị thương, 8.000 người mất tích. Tình hình nhân đạo ngày càng trầm trọng hơn do hầu như toàn bộ 2,3 triệu dân ở Gaza phải rời bỏ nhà cửa. Không chỉ hệ thống y tế mà ngay cả các nhu cầu thiết yếu về lương thực, nước uống cũng không đủ đáp ứng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã mô tả người Palestine ở Gaza đang trải qua các cấp độ kinh hoàng về nạn đói và đau khổ. Bỏ qua sức ép quốc tế về vấn đề nhân đạo, các cuộc tấn công của Israel vẫn diễn ra liên tục, với mục tiêu bao gồm cả các bệnh viện. Quân đội Israel cho rằng các tay súng Hamas sử dụng các địa điểm dân sự để làm nơi trú ẩn và thực hiện các vụ phóng rocket. Đầu tháng 2, Israel tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch đổ bộ vào thành phố Rafah, nơi đang có khoảng 1,4 triệu người Palestine sơ tán, khiến thế giới cảnh báo một thảm họa nhân đạo kinh hoàng là khó tránh khỏi. Trong khi đó, người dân Israel nhận được thông báo của chính quyền chuẩn bị sẵn sàng các phòng trú ẩn để phòng tình huống xung đột leo thang. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tăng cường hệ thống phòng thủ, thường trực các đơn vị chiến đấu và huy động đội ngũ máy bay chiến đấu để sẵn sàng phòng ngự và tấn công trong mọi tình huống. Những thông tin cảnh báo dồn dập và tiếng máy bay gầm rú trên bầu trời đã khiến nhiều người tranh thủ tới siêu thị mua tích trữ thực phẩm và nước uống. Giới quan sát không khỏi lo ngại nguy cơ một cuộc xung đột ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực, giữa lúc cuộc chiến tại dải Gaza vẫn chưa bớt căng thẳng. Sau 3 tháng đầu tấn công và kiểm soát miền Bắc Gaza, kể từ tháng 1 năm 2024, Israel bắt đầu giai đoạn mới của cuộc chiến chống Hamas, tấn công miền Trung và miền Nam dải Gaza, một cách chọn lọc hơn, rút bớt một trong số 4 sư đoàn chủ lực để di chuyển lên phía Bắc, đề phòng mặt trận chống Hezbollah, rút bớt sư đoàn quân dự bị để giảm bớt gánh nặng về kinh tế. Các trận tấn công lớn chuyển sang khu vực miền Trung Gaza và Nam tiến đến Khan Yunis, Rafah và các khu vực xung quanh. Về phía Hamas, bị tấn công dữ dội, lực lượng này chuyển sang trạng thái đánh du kích, đồng thời tản quân, quay lại các vị trí miền Bắc để tiếp tục bắn rocket và tên lửa sang Israel. So với giai đoạn 3 tháng đầu, hỏa lực của Hamas đã yếu đi rất nhiều, nhưng trong tay họ là 130 con tin còn lại. Chiến thuật của Hamas là kéo dài cuộc chiến, không thua tức sẽ thắng, nhằm tiêu hao nguồn lực của Israel. Tính đến nay, Israel đã thiệt hại khoảng 600 binh sĩ, trong đó 256 binh sĩ chết tại Gaza. Số thiệt hại của Hamas do phía Israel thống kê là khoảng 13.000 binh sĩ. Đến thời điểm này, IDF đã giành được lợi thế trên chiến trường, nhưng hai mục tiêu chính là giải cứu con tin và xóa sổ Hamas vẫn chưa thực hiện được. Thậm chí, xét về mặt chính trị và chiến lược, Israel đang thất thế trước Hamas. Càng lún sâu vào cuộc chiến, sự ủng hộ của quốc tế trong những ngày đầu càng giảm sút, đặc biệt sau khi kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah được công bố. Ngay cả đồng minh luôn sát cánh là Mỹ cũng công khai phản đối, nói rằng kế hoạch này là không phù hợp và sẽ dẫn đến một nạn đói lớn nhất thế giới kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Cộng đồng quốc tế đã liên tục triển khai các nỗ lực ngoại giao để tìm lối thoát cho xung đột. Tuy nhiên, những mâu thuẫn trong chất kéo dài hàng thập niên giữa Israel và Hamas đã trở thành rào cản gần như không thể vượt qua. Việc tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn mới trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đi vào ngõ cụt, lệnh tạm ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11 năm 2023, với hơn 100 con tin được giải thoát, đã tạo điều kiện cho hàng viện trợ nhân đạo cũng được đưa vào nhiều hơn cho người dân Gaza. Từ đó đến nay, những hy vọng ngừng bắn vừa lóe lên lại vụt tắt do cả Israel và Hamas đều kiên quyết không xuống thang lập trường bất chấp một đề xuất khùng mang tính dung hòa do Mỹ đưa ra. Quan điểm cứng rắn của các nhà lãnh đạo Israel, đặc biệt là Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã khiến mối quan hệ đồng minh với Mỹ rơi xuống điểm thấp chưa từng có. Ngày 25 tháng 3, sau nhiều lần bảo vệ đồng minh, Washington đã lần đầu tiên không dùng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặc dù đây là bước đi có tính toán về chính trị và chưa ảnh hưởng về mặt chiến lược tới mối quan hệ song phương, nhưng cũng đủ để gây ra một cú sốc cho Israel. Cùng với sự rút lui của đảng New Hope khỏi chính phủ liên minh khẩn cấp nhằm phản đối các mục tiêu liên quan đến cuộc chiến tại dải Gaza, làn sóng biểu tình của người dân đòi sớm giải cứu các con tin đột ngột dâng cao trong những ngày qua. Sức ép cả trong và ngoài nước đang đặt chính phủ liên minh cánh hữu tại Israel trước một tình thế vô cùng khó khăn, nhất là sau sự cố nghiêm trọng tấn công nhằm vào đoàn cứu trợ nhân đạo World Central Kitchen, khiến 7 thành viên của tổ chức này thiệt mạng.
các đồng minh phương Tây của Israel, trong đó có Mỹ, Australia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, đã đồng loạt phản ứng gay gắt cho rằng Israel làm chưa đủ để bảo vệ các nhân viên cứu trợ. Tuy nhiên, theo giới phân tích, với hàng chục tỷ USD viện trợ, chừng nào Mỹ còn tiếp tục ủng hộ Israel về mặt quân sự, chừng đó các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza vẫn chưa dừng lại. Chính phủ liên minh khẩn cấp tại Israel vẫn còn tới 72 ghế trong quốc hội, thừa đủ để thông qua bất cứ quyết định xung đột nào. Tròn 6 tháng trong bóng đèn của cuộc xung đột, những gì tàn khốc nhất, bạo lực, tấn công, đáp trả, khủng hoảng nhân đạo vẫn lan rộng, đang đe dọa cả khu vực. Những con số thương vong và mất tích, kể cả trực tiếp ở Gaza hay gián tiếp trong các vụ đụng độ, tấn công liên quan tới cuộc xung đột vẫn không ngừng tăng. Số phận của 130 con tin còn lại ở dải Gaza vẫn mờ mịt. Đằng sau đó là những vết thương nhức nhối trong lòng xã hội, đối với cả người Palestine và người Israel ở dải đất chưa có hòa bình. Khẩn cấp giải quyết khủng hoảng ở dải Gaza. Giám đốc Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc Ramesh Rajasingham đã đưa ra cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở dải Gaza và kêu gọi phản ứng toàn cầu khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Phát biểu trước Hội đồng An ninh Liên Hợp Quốc, ông Rajasingham nhấn mạnh 6 tháng đau thương khi nêu chi tiết về những hậu quả thảm khốc mà người dân Gaza phải hứng chịu kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra hồi đầu tháng 10 năm 2023. Quan chức Liên Hợp Quốc đánh giá, với hơn 32.000 người thiệt mạng và 75.000 người bị thương, tình hình đã đến ngưỡng nguy kịch, trong đó phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông Rajasingham cũng lưu ý rõ ràng không có biện pháp bảo vệ đối với dân thường ở Gaza, nêu bật sự cấp thiết phải có hành động can thiệp quốc tế để bảo vệ những người vô tội. Quan chức của Liên Hợp Quốc cũng đề cập đến tác động nặng nề của cuộc xung đột khi các hoạt động quân sự không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng trăm người mà còn cản trở nghiêm trọng các nỗ lực nhân đạo. Rajasingham kêu gọi phải đảm bảo tất cả các tổ chức nhân đạo được tiếp cận an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở để hỗ trợ người dân ở Gaza đang trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel đang triển khai thực hiện yêu cầu của ông về việc tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ vào dải Gaza. Tuyên bố của ông Biden được đưa ra sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cùng ngày tuyên bố nước này sẽ cho phép tạm thời chuyển hàng viện trợ qua biên giới với phía bắc dải Gaza, đánh dấu lần đầu tiên Israel mở lại cửa khẩu Erez kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Theo tuyên bố, Israel sẽ cho phép tạm thời chuyển hàng viện trợ nhân đạo qua cảng Ashdod và cửa khẩu Erez, cách Gaza khoảng 40 km về phía bắc để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Ngoài ra, chính quyền cũng sẽ cho phép tăng viện trợ của Jordan thông qua Kerem Shalom, một cửa khẩu biên giới ở miền nam Israel. Trước đó, trong cuộc điện đàm trong ngày giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Biden, nhà lãnh đạo Mỹ đã cảnh báo chính sách của Washington trong vấn đề Gaza sẽ được xác định dựa trên những bước đi cụ thể và có thể đo lường được, nhằm tránh gây tổn thất cho người dân, đảm bảo an toàn cho dân thường cũng như các nhân viên cứu trợ. Bên cạnh đó, tờ The National News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dẫn nhiều nguồn tin thân cận với tiến trình đàm phán cho biết các nhà hòa giải sẽ gặp người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel David Benea để thảo luận về việc Israel ngừng các cuộc tấn công Gaza. Một nguồn tin chính trị Palestine tiết lộ rằng mục tiêu chính của các cuộc đàm phán tại Cairo cuối tuần này là đạt được lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần. Theo nguồn tin này, đây cũng là mục tiêu của Washington. Trong một tuyên bố, phong trào Hamas xác nhận phái đoàn của lực lượng này do ông Khalil al-Hayja dẫn đầu sẽ tới Cairo vào ngày 7 tháng 4 để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn theo đề nghị của Ai Cập. Hamas khẳng định sẽ yêu cầu Israel chấm dứt hoàn toàn hành vi tấn công, rút lực lượng khỏi Gaza, cho phép những người di tản trở về nhà và tiến tới một thỏa thuận trao đổi tù nhân nghiêm túc. Các vòng đàm phán ngừng bắn trước đó đã không đạt được kết quả vì Israel yêu cầu Hamas thả tất cả các con tin còn lại ở Gaza, trong khi lực lượng Hamas nói rằng các con tin sẽ được phóng thích từng giai đoạn và bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ phải dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Vòng đàm phán sắp tới diễn ra trong bối cảnh Mỹ và đồng minh Israel ngày càng trở nên căng thẳng sau cuộc không kích trong tuần này của Israel, khiến một số nhân viên cứu trợ nước ngoài ở Gaza thiệt mạng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4 tháng 4 nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ có thể sẽ thay chính sách với Gaza nếu như Israel không thực hiện ngay lập tức các bước nhằm giải quyết xung đột khủng hoảng nhân đạo tại vùng lãnh thổ này. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết ông Biden đã yêu cầu ông Netanyahu trao quyền cho các nhà đàm phán Israel ở Cairo để có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.